tối ngày 14 tháng 12, ông Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, cho biết cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra cái chết của ông Hán Văn Nhuận, chánh án tòa án nhân dân huyện này. Theo thông tin ban đầu, ông Hán Văn Nhuận chết tại rẫy của gia đình tại thôn Hậu Xanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước vào chiều cùng ngày. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết có khả năng ông Nhuận uống thuốc độc trước khi chết. Được biết vào sáng cùng ngày, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Quản Thị Thái Bình, cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Ninh Phước, về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Theo quyết định khởi tố bị can, trong quá trình giúp việc cho thẩm phán thụ lý, giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng tài sản theo thông báo thụ lý của Tòa án Nhân dân huyện Ninh Phước, bị can Quản Thị Thái Bình khi ấy với chức danh thư ký đã tự ghi thêm nội dung vào biên bản ghi lời khai, lập khống biên bản hòa giải thành và không gửi biên bản hòa giải thành cho các đương sự. Tuy nhiên, bị can Quản Thị Thái Bình vẫn trình ông Hán Văn Nhuận, khi đó là thẩm phán, ký hợp thức vào các biên bản và ký quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trái pháp luật. Quyết định trên đã bị Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy để giải quyết lại vụ án.